Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô đi dễ vậy trời. Rồi được. Mời bạn nữ. Rồi, mời bạn ngồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về nhau đi. Mời bạn nam. Đó, em xin chào anh Quyền Ninh, chào chị Cát Tường, chào khán giả trên quay, chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em là Trần Đình Ngọ. Em đến từ Bình Phước, hiện tại em đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc em là kỹ sư quy trình. Ngọ năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 28 tuổi ạ. 28. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào, em. Chào bạn nam và quý vị khán giả. Em tên là Nguyễn Thị Nga, năm nay em 26 tuổi. Hiện tại em đang là kế toán viên tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Bây giờ mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh điểm yếu của mình đi ha. Điểm mạnh của em hầu như em thấy không có được điểm nào á, nhưng mà điểm yếu của em thì lại vô số ạ. Đặc biệt là em không có nấu nướng giỏi cho lắm, hầu như tất cả đều là đồ luộc á. Còn tiếp theo đó là em vô cùng vụng về, em hầu như là hay làm vỡ bát đĩa lắm, nên là bây giờ gia đình cái đồ dùng trong gia đình của em á là toàn là đồ nhựa thôi. Bình thường là ở nhà thì ai đi chợ nấu ăn cho em? Em ở một mình ạ. À, rồi tự nấu tự ăn? Dạ vâng, tự nấu và hầu như chỉ có em nấu được một mình em ăn thôi. Vậy được rồi. Ủa quanh năm em ăn đồ luộc không em hả? Lạ vậy ta. Cũng phải có một cái ưu điểm gì chứ, không lẽ mình không có ưu điểm gì hết? Thì ưu điểm là đồ luộc đó. Cái gì cũng luộc hết trơn. Em hát thì cũng tạm được ạ. Nên là hôm nay em sẽ tặng anh chị, quý vị khán giả và bạn nam một đoạn thôi ạ. Đó, phải có ưu điểm chứ. Rồi, mời bạn. Nếu mây kia mà người yêu em đi về nơi nào xa vời, nếu xa xôi đành để riêng đôi ta về hai phương trời, có hay chẳng không người yêu anh mong rằng tim mình không rời, để ngày đêm anh với anh mong một ngày không cách xa. Đó. Hay rồi nha. Hay hát nghe hay đấy, hơi hay hay đấy. Dạ. Nè em coi nè, bên đây là chàng nhạc sĩ nè, chuẩn bị đàn luôn. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Không phải, cái này là bài hát. Còn bây giờ em chứng minh cho bạn gái bên kia thấy đi. Nào, bên đây có đàn sẵn luôn rồi. Em xin phép tặng bạn gái bài. Tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở. Ngoài cái ưu điểm là đàn, mình còn ưu điểm gì nữa không? Dạ em biết nấu cơm chưa? À, bù qua bên đây. Được, được. Quan trọng là nấu chín hay không thôi. Không, tại em thường nấu cơm cả không ăn luôn. Dạ. Đồ ăn em nấu được gì? Em nấu món gì cũng được. Nhưng bạn bè ăn được không? Chắc được anh ơi. Ăn được luôn, thì tốt. Tốt vậy rồi. Bạn bên kia là có luộc không là khỏe rồi ha. Dạ. Rồi, khuyết điểm gì nè? Khuyết điểm em nói nhanh hay chưa? Đúng rồi, nãy giờ bên đây khó nghe lắm luôn á. Đi tỏ tình mà nói kiểu này đó là... Dạ. Bên kia có nghe được gì đâu yêu. Mình nói vậy bạn nghe được không bạn? Cũng tạm được. Tạm được. Tạm được. Rồi, bây giờ em nói về tình trường của em cho cô gái bên kia nghe đi. Thì em đã trải qua ba mối tình rồi. Trời, một mối tình gì mà ba mối tình luôn á hả? Dễ sợ ha. Một mối tình học cấp 3, còn hai mối tình ở trong công ty em luôn. Trong công ty mà yêu hai người lúc luôn. Tại vì làm công ty 4 năm rồi. Nên là khoảng 2 năm em quen người. Rồi cái hai cái người yêu đó biết nhau không? Không biết ạ. Em hay dữ vậy. Bạn anh nghỉ thế bạn sau mới vô. Dễ sợ. Người ta nghỉ mới quen người khác. Lý do sao chia tay? Em cũng đang xác định hôn nhân nhưng mà có thể em chưa có đủ trưởng thành á, nên không để níu kéo tình yêu đó, nên là cũng rất tiếc. Ai chưa trưởng thành? Em ạ. Lúc đó thì năm ngoái thì chưa đủ trưởng thành. Rồi bây giờ đủ chưa? Giờ đủ trưởng thành nên đi. Rồi bây giờ nếu quen nhau được thì chừng nào mới tính tới hôn nhân? Chắc tháng 1 năm sau chứ. Tính luôn tháng 1 năm sau luôn á hả? Dạ. Bên kia tình trường thế nào em gái? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Một mối tình từ thời đại học và một mối tình khi em vào trong thành phố Hồ Chí Minh làm việc á, thì em có được giới thiệu một bạn nam, nhưng mà cái mối tình này chưa được chính thức lắm. Em mới tìm hiểu thôi, nhưng mà cảm giác như là hai người không hợp nhau á, nên là chúng em đã dừng lại và vẫn là bạn bè.
Nghĩa là chưa sâu sắc gì đúng không? Dạ. Bây giờ mình mong muốn kiếm một người bạn trai như thế nào nè? Cái hình người bạn trai lý tưởng của em á là cao 1m6 trở lên. Bên kia nhiêu? Dạ, trên 1m68 chưa? Bạn mập mập một chút ạ, là có khuôn mặt cũng vậy, tròn tròn và mặt chữ điền. Như vậy thì trông bạn ấy rất là phúc hậu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Giống như cậu của em ạ, tức là người đang ngồi phía dưới khán giả. À. Cậu đâu? Cậu đưa tay coi cậu. Trời, cậu đẹp trai đó. À, là giống cậu vậy đó phải không? Dạ. Mày cũng giống giống mà nha. Còn tiêu chí gì nữa không? Em rất thích bạn nam đeo kính. Kiếm giùm cho anh cái kính lên lời. Chúc mượn giùm cái kính. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Em không thích một người bạn gia trưởng quá. Khó tính. Có gia trưởng không trai? Chị yên tâm đấy, em không gia trưởng chưa? Em cũng hiền thôi. Em không có khó tính. Được mọi người đánh giá dễ tính nhé. Còn em muốn một người yêu như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn được rồi. Về tính cách thì biết kính trên nhường dưới. Chiều cao cân nặng gì có yêu cầu không? Chiều cao thì 1m55 trở lên được rồi. Nặng 90 được ký được không? Tôi vừa vặn được rồi anh. Ngoại hình gọi là ưa nhìn được rồi anh. Rồi để tôi qua bên kia coi. Thôi tôi qua trước. Tại vì ngồi bên đây tôi khó nghe quá. Anh nói cái tiêu chuẩn không nghe. Bây giờ thí dụ như là cô bên đây được là qua đầu năm sau là đám cưới được. Dạ. Bây giờ là trưởng thành rồi đúng không? Dạ, dạ. Lấy vợ về xong thì mình dự định là sẽ sinh sống ở đâu? Ở thành phố hoặc là Bình Phước cũng được. Hoặc là phố đâu phù hợp thì sống. À. Mình có yêu cầu gì về phía nhà gái không? Gái thì em không có yêu cầu. Sao cũng được hết đúng không? Dạ, ế quá vậy. Cái điều gì em ghét nhất ở người bạn gái? Thái độ của nói chuyện mà hơi đánh đá. Vậy chứ nãy em thấy cô gái bên kia nói chuyện có đánh đá không? Không, thấy được. Nói chậm chậm lại một chút nha. Dạ. Để bên đây người ta nghe với người ta mới hiểu mình chứ. Em hình dung bạn gái bên đây thế nào? Em nghĩ cũng giống cậu. Trời, bạn gái mà giống cậu. Có khuôn mặt nó giống. Em chào anh ạ. Chào em gái. Dạ. Dễ thương quá. Cảm ơn anh. Nãy giờ em nghe ảnh nói em thấy cái tính chất anh này như thế nào? Em có cảm nhận được không? Anh cũng là một người dễ tính. Dễ. Vui tính nữa. Dạ. Hài hước nữa. Dạ. Nhìn mặt mắc cười à. Thí dụ giờ anh chịu là tháng 1 cưới được không? Được ạ. Được luôn hả? Dạ. Bên đây cũng dễ. Cưới luôn. Dạ. Em. Dạ. Có ghen không? Dạ em không ạ. Không ghen trời, có dễ nữa. Dạ. Anh thấy hợp lý, nhưng mà thí dụ về Bình Phước ở được không? Dạ được ạ. Trời ơi, sao cô này dễ vậy trời. Rồi được. Được ha. Duyệt không? Duyệt. Bây giờ rồi. Cho gặp người nhà cái xong mình tiến hành tháng 1 nó cưới luôn nha. Nãy giờ giới thiệu cậu rồi đúng không? Mình dạ. Cậu đi với ai nữa? Hôm nay ngoài cậu ra thì em đi với ông bà và sếp của công ty em nữa. Ông bà là nội hay ngoại em? Ông bà ngoại ạ. Rồi cho gặp ông ngoại, bà ngoại trước đi. Con chào. Chào ông. Dạ, chào ông. Chào ông ngoại, bà ngoại. Trời, ông ngoại trẻ xin quá. Xin chào anh Quyền Linh. Dạ. Xin chào chị Cát Tường. Dạ. Xin chào bạn trai. Dạ. Và xin chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Ông ngoại thấy cháu rể tương lai được không ngoại? Qua cái trao đổi của hai cháu và nhìn cái cháu trên sân khấu thì cái cảm nhận ban đầu thì tôi thấy hai cháu có vẻ rất là hợp nhau. Cháu trai thì đàn rất là hay và cháu gái của tôi thì hát cũng được. Bạn trai bên này thì thấy cũng to cao đẹp trai, trẻ trung. Nhìn vào thấy lúc nào cũng rất là tươi. Cười suốt vậy đó ngoại. Tôi thì cũng mong cho hai cháu có thể tìm hiểu nhau và nếu tiến tới được hôn nhân thì cũng là cái điều là hạnh phúc. Xin chúc cho các cháu là đạt được cái ước nguyện của mình. Cảm ơn ngoại. Ngoại ngồi cười không là ngoại. Hỏi ý kiến cậu cái đi. Cậu giờ bên kia thần tượng quá. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Chào chị cậu. Mình là con trai thì nói chung thôi thì mình cũng thấy trên tinh thần là thấy mặt có vẻ đẹp trai rồi cũng dễ dạ. thương. Cảm ơn cậu. Có phần thật thà, rất là thật thà ở đây. Dạ. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi, dạ, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu. Rồi, em trai đi với em trai. Dạ, em đi với mẹ em với cả các anh em đồng nghiệp trong công ty. À. Dạ. Dạ, chào cô. Xin chào anh Quyền Linh. Xin chào chị Cát Tường. Dạ, chào cô. Xin chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay. Thì gia đình tôi thì cũng đến đây là cũng mong muốn để con mình tìm được mảnh ghép của cuộc đời. Dạ. Thì tôi thấy bạn gái cũng dễ thương. Hiền thì mong hai con bấm nút hẹn hò để nên duyên vợ chồng. Rồi có gì để được ba mẹ tiến tới hôn nhân cho hai con. Rồi. Bây giờ phần quan trọng nhất là cái phần giữa đôi trẻ ha. Bây giờ mình sẽ mở rào trái tim ra ha. Kéo rào. Đó. Cảm ơn anh, không hẹn mà gặp. Bạn nữ cũng có quà tặng bạn nam đó nha. Dạ. À, cảm ơn. Cảm ơn. Tặng anh. Anh biết cây này cây gì không?
Ngọ. Đi giống Ngọc Ngân thì phải. Không phải, đây là cây hoàng cây tử. Này là cây ngựa đó. Ngựa. Dạ. Bạch mã. Đúng cây rồi là ạ. Bạch mã. Mã hợp em rồi. Tên ngọ. Ngọ với ngựa được á. Trùng hợp quá ha. Dạ. Cây hoàng tử bạch mã này em trồng ở nhà và dạ. Trồng cây này với nghĩa là mình sẽ được một hoàng tử bạch mã giống như tên gọi của nó. Oh. À, cảm ơn em. Dạ. Thì anh có món quà tặng em là món quà anh tự làm. À. Ờ dạ. Cảm ơn. Ủa? Anh ạ, rất là đẹp. Hoa đó em làm đó hả? Dạ dạ. Em làm sao ra hay vậy? Thì em gấp, học cái mạng gấp. Có tay quá trời luôn. Làm bao lâu mới xong bó này vậy? 3-4 ngày á. 3-4 ngày mới xong cái bó này. Dạ. Cây này cô trồng 6 tháng nay luôn rồi đó. Em thấy anh sao? Anh là một người dễ tính, cũng dễ thương đó. Em hy vọng là cả hai sẽ dành cho nhau những cơ hội để mình tìm hiểu nhau hơn. Và nếu như mà được thì mình cũng có thể tiến xa hơn nữa. Trời ơi, gì mới xong rồi cho nhau cơ hội gì chân vậy? Dễ ẹt vậy? Em thấy là phù hợp với yêu cầu em rồi. Trời ơi, cái gì mới phù hợp rồi. Nhanh vậy, cặp mình làm như đó giờ là nằm mơ thấy nhau sao mới gặp cái. Chắc vậy anh, tại bạn tặng cây bạch mã luôn, tên em Ngọ mà. Hợp luôn vậy đó hả? Là có duyên đó anh. Trời, hẹn hò sao? Thôi em thích lãng mạn không? Em thích gặp, đầu tiên gặp ở đâu hỏi đi. Em thích đi xem phim em? Dạ, có ạ. Thì chiều tối xem phim ha. Dạ, đồng ý. Phải làm giá lên chút xíu chứ. Mới rủ xem phim dạ liền đó. Em kẹt rồi vài bữa đi. Không? Em hỏi là dự định tương lai nè. Ha, cưới nhau tháng 1 cưới nè. Rồi về mình phát triển kinh tế thế nào hỏi để có ảnh sao hiểu không? Tự đi tự mới vô đi xem phim liền thôi. Cần người có công việc ổn định là được rồi ạ. Công việc anh cũng ổn định rồi. Dạ. Thì tháng 8 là dỗ bố anh, có thể em về Bình Phước chơi được không em? Trời đất. Mới gặp nhau mời đám dỗ rồi. Trời ơi. Em về ra mắt được không em? Cặp này lạ thiệt. Em tháng 1 cưới được không? Dạ được ạ. Trời ơi, cái gì mà còn có mấy tháng nữa không chuẩn bị hả? Tháng 8 đi đám dỗ không? Dạ cũng đi được ạ. Đi luôn. Thôi vậy đi luôn đi rồi bấm luôn đi. Còn nói gì nữa giờ? Hỏi nói cho nó giờ. Nói gì nữa giờ? Câu một thôi. Em nói trong lòng em nghĩ gì cô này ha? Em mong muốn điều gì? Nói một câu nhìn thẳng cô gái ấy. Coi như tỏ tình đó. Nói sao mà để chốt hạ luôn đó. Mình hẹn hò nha. Không, phải nói sao anh cảm thấy như thế nào? Gặp em lần đầu anh thấy làm sao? Cảm thấy đầu thích rồi. Nói với cổ quá. Thôi mệt của nó thích quá rồi bấm đi. Bấm. Cặp này làm như vô để bấm nó chứ không nói chuyện gì chứ. Rồi 3, 2, 1 bấm thấy không? Thấy không, tự ra luôn thấy chưa? Chưa có ai mời tự ra luôn rồi. Thôi đứng lên đây. Cặp này làm như hẹn trong mơ đứa. Nắm tay nhau đi hai bạn. Trời ơi, thấy chưa? Vậy còn chần chờ gì nữa? Cưới gấp. Rồi hôn nhau thôi. Mà xin phép em ơi. Không, ông má đàng hoàng. Hung mà làm gian ớt gì đó. Rồi nắm tay. Trời ơi, nắm chặt vô. Nè, đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi tiếp theo. Em có một mối tình 3 năm, yêu năm 18 tuổi, 17 tuổi. Vậy yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không hơn tuổi? Người đó lớn hơn em, lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Mấy mối tình này? Dạ 2 ạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Bây giờ nhà gái xin phép được mời bạn nữ ra trước. Trời ơi, trời ơi. Mời nhà trai. Rồi, mời đi em trai. Dạ. Dạ. Nhà gái bên đây có một cái em bé rất là xinh, cho nên xin phép được mời nhà gái tự giới thiệu về bản thân của mình trước. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh,
Em chào chị Ngọc Lan, em chào bạn trai bên kia và toàn thể mọi người ở đây ạ. À, chào em. Dạ, em tên là Văn Thị Mỹ Huyền, nickname của em là Jerry. Em sinh 2001, quê của em là ở Long An nhưng mà em sống ở Hồ Chí Minh được 5 năm rồi ạ. Quê Long An là cùng quê đó. Dạ, dạ. Long An là ở đâu? Dạ, Cần Đức ạ. Cần Đức hả? À không, Cần Đức thì hơi xa, nó không có gần. Ngọc Lan là Đức Hòa, Đức Huệ. Dạ, con là Đức Hòa, Đức Huệ. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin tự giới thiệu, em xin chào chú Quyền Linh với chị Ngọc Lan. Em đến từ Bến Tre, em 21 tuổi. 21 tuổi hả? Dạ. Hồ trẻ dữ vậy? Dạ. Là sinh năm... 2000. 2000, quá trẻ luôn. Em hiện tại đang làm quản lý khách sạn. Quản lý khách sạn? An Khánh. Ở đâu? Bến Tre. Ở Bến Tre luôn? Bến Tre luôn. Cha, hai bạn này về địa hình thì nó hơi trắc trở chút xíu ha. Nhưng mà thôi không sao, để cái chuyện đó chút nữa chúng ta nói tiếp. Bây giờ thì chắc sẽ phải hỏi một chút xíu về cái ưu điểm cũng như nhược điểm của em đi. Công việc của em á là ca sĩ tự do và làm idol livestream. Nên là ưu điểm của em là em hát giỏi. Hát rất giỏi. Và nhảy được. Và tính em vui tính. Và cũng dễ hòa đồng. Với lại tính em thích sạch sẽ. Rồi còn nhược điểm? Nhược điểm của em là em rất là nhạy cảm nè. Dễ vui, dễ buồn. Với lại là em đi tới đâu là hay bỏ quên đổi đó. Hồi nãy bạn nói là bạn là ca sĩ. Dạ, em vẫn học thanh nhạc và vừa đi hát. Vậy bây giờ mình có thể mình trổ tài một đoạn nào đó để cho mọi người được nghe không? Dạ được ạ. Sau đây em xin hát một đoạn bài Mặt Trời Của Em của Phương Ly ạ. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh thưa với em, rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm và đi theo em, cùng em qua con đường tối đen, đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng là nhé có anh như mặt trời dịu em. Giờ thì cứ thế, người thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nào mai này mây trời giăng tay che mắt anh mình xa vời. Điều gì muốn đến giờ thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Yeah. Anh cảm ơn ạ, em cảm ơn mọi người ạ. Hay quá. Em trai nghe thấy hát là thấy cười tươi rồi. Được rồi đó. Yeah. Phải rồi đó. Phải. Tức quá, cái trend này trời phải coi mới được. Mình ưu điểm thế nào, khuyết điểm thế nào nói cho nhà gái nghe đi. Ưu điểm của em thì nói chung thì thích đi phượt. Ưu điểm thích đi phượt. Ưu điểm cái gì á, mình làm tốt trong cuộc sống cái gì nè? Mình giỏi về cái gì? Giỏi về công việc. Công việc. Dạ. Là quản lý khách sạn đó hả? Quản lý khách sạn. À, khách sạn được khoảng nhiều phòng? Khách sạn khá nhiều phòng, khoảng 60. 60, ồ vậy là giỏi rồi đó. À, vậy là quản lý được. Khách sạn nào vậy cưng? Khách sạn An Khánh chị. Khách sạn An Khánh hả? Bến Tre xa lắm. Bến Tre ngay qua trạm thu phí. Chị hay đi Bến Tre lắm. Dạ. Hôm nào mà con thấy Dục Lan mà vô phòng với ai chụp hình nha. Trời ơi. Người ta hay đi Bến Tre là người ta tính xin deal để giảm giá phòng. Người ta về người ta ở, người ta đi công tác. Tự nhiên kiểu kỳ cục quá. Con có cái tật xấu gì không? Tật xấu em thì không có. Không có hả? Không. Trời ơi, hoàn hảo luôn hả em? Hảo luôn. Người tánh em thì công việc thì hơi nóng tính chút. Hơi nóng tính chút hả? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Em có một mối tình 3 năm. 3 năm? Dạ. Là yêu năm? Yêu năm 18 tuổi. Ủa, 17 tuổi. 17 tuổi yêu rồi. Tại vì yêu tới 20 chia tay hả? Tới 20 chia tay và người đó lấy chồng tới bây giờ là 1 năm. Nhưng mà yêu bạn gái đó bằng tuổi không, hơn tuổi? Người đó lớn hơn em. Lớn hơn nhiêu? Lớn hơn 13 tuổi. Lớn hơn 13 tuổi. Lớn 13 tuổi mà sao để tôi đi lấy chồng rồi? Nói chung người ta không có muốn cưới mình á, thì mình làm nhiều vô. À, tao không muốn cưới à? Ủa sao mà cái gu em cũng mặn quá hả? Nói chung là duyên nợ mà, nhiều khi mình tuổi tác không quan trọng đâu anh. Nhiều khi là mình đến với nhau được là mình thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng mà giờ em, cái cảm giác của em thích yêu người lớn tuổi hay sao? Em thì thích một cô gái giống như kiểu chững chạc, không thích trẻ con lắm. À, thích một người chững chạc, mình có chững chạc không? Để qua coi ngoại hình coi có chững chạc không. Trời, đó nha. Tao quản lý 60 phòng là dữ lắm nha. Đi ai vô tao chụp hình liền đó. Chững chạc thiệt. Chững chạc mà. Dạ chào chị. Ừ, nói chung là gương mặt rất là đàn ông. Mặt lẽ có xương xương là đàn ông xương xương. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Còn mặt mà không có xương như vậy là baby nè. Là không có chững chạc á. Sao giờ gu mình nào giờ là gu chững chạc lớn tuổi mà bây giờ bên kia em bé bên kia là hơi nhỏ đó, vừa nhỏ con mà vừa nhỏ tuổi nữa. Cái đó đâu sao đâu chị, cái đó về quan trọng là hai người có thương nhau thôi. Lại giờ mình đổi gu luôn. Bên kia gì, bên kia nhiêu năm mấy? Bên kia 201. 201 hả? 201. Ừ. Ôi trẻ dữ vậy. Ừ. Thục Lan 8 mấy? Thục Lan 8 mấy. Rồi người ta trẻ con quá rồi có chịu được không? Được chị. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi thấy cười không hả? Dễ thương. Có muốn qua bển coi coi ha, 201 sao trời. Trời ơi sao. Qua bên đó có một điều rất là đặc biệt mà nãy giờ con ém lại con tính hỏi mà chưa hỏi đi. Đó. Cứ ở đây đi. Để tôi qua đó một mình được rồi. Khám điện thổ. Trời ơi. Kiếm người yêu mà ở con chó. Không biết hỏi sao luôn. 201 hả? Dạ. Yeah. Trời ơi, xém bằng con thôi. Mấy mối tình rồi? Dạ hai ạ. Người yêu thứ nhất con làm gì? Dạ người yêu thứ nhất con là người Hàn Quốc ạ. Người Hàn Quốc? Dạ. Nhiêu tuổi? Dạ 26 tuổi ạ. Rồi người thứ hai bao nhiêu nữa? Người thứ hai là 24 tuổi. Hai người đứa yêu lâu không con? Dạ một người 6 tháng, một người 4 tháng. Trời đất ơi. Sao chia tay con? Dạ người thứ nhất là tại vì anh đó anh về Seoul, anh muốn con đi theo nhưng mà lúc đó mẹ con nói là con còn trẻ quá nên mẹ không cho đi nên quyết định chia tay. Đúng còn rồi. Người thứ hai là do không hợp nên chia tay ạ. Thật ra hai mối tình này nó không phải là hai mối tình, nó những mối tình bồng bột đó mà. Dạ. Ha? Thành ra có con chó này bầu bạn nó cũng vui đúng không con? Mình giới thiệu sơ về bạn chó đó đi, bạn đó dễ thương lắm từ nãy giờ. Dạ em đây là bé Bông ạ. Bé Bông được 1 tháng 10 ngày rồi. Con rất là thương nó, là ở nhà chỉ có con với nó thôi nhưng mà con đi đâu á con ấm theo nó tại vì nó con để ở nhà là nó sẽ lam sùm. Thôi chú qua đi. Qua bánh đi là. Ê, nói từ vui từ, chứ thật ra mấy đứa nhỏ từ từ cảm nhận nha. Nãy giờ thì hai đứa dễ thương lắm. Thật ra mấy đứa còn quá trẻ, quá nhỏ trong tình yêu đi. Bây giờ thì mình nói chút xíu về người yêu lý tưởng con đi. Con muốn người yêu lý tưởng thế nào? Thì con muốn người yêu cũng đơn giản lắm, đừng 1m6 trở lên thôi. Bên đây để ướm ướm coi, bên đây 1m57 à. Có 1m57 rồi con ơi. Nó cài cũng chịu được. Trời, 3 phân nữa ăn thua gì đâu. Dạ. Không, bạn bên kia rất là dễ thương nha con. Dạ. Có con Bông cũng dễ thương. Ngoài cái chiều cao lý tưởng là 1m6 rồi còn có những cái mẫu hình đó như thế nào nữa không? Mẫu hình thì không có cần thiết đâu nhưng mà biết quan tâm, biết chia sẻ những công việc nhiều khi áp lực thôi. Hiểu mình là được. Ừ. Giờ sao con? Con có cái mẫu hình lý tưởng nào để mà mình kết đôi không? Con thích một bạn trai cũng thích nghệ thuật, nói nhiều và đặc biệt nếu biết chơi đàn thì càng tốt. Cái thứ hai nữa là con thích một con trai cao, trắng. Tại vì đó con quen Hàn Quốc. Chết con... rồi. Trắng thì đoạn trường. Trắng thì cũng dễ con ơi, sao đâu. Đây dân Bình Đại Bến Tre. Đơn giản lắm. Cao thì có cao nhưng... con chỉ đứng tầm dưới nách thôi, hoặc là hơn nách xíu. Con thích vị trí vậy đó hả? Con gu con cũng lạ lắm. Nhưng mà con ơi. Dạ? Hai bạn trai trước là trắng hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Với lại hình mẫu lý tưởng của con là giống với chú Kim Bum. Kim Bum. Tại vì con thích Hàn Quốc ạ. Với lại con cũng biết nói một chút tiếng Hàn. Thật ra là cô nói cho con nghe là cuộc sống của chúng ta nó muôn màu muôn vẻ. Mình phải có nhiều màu sắc để mà cho cái cuộc đời của mình nó tươi, nó vui. Nên là bữa giờ là con trắng không à. Nên giờ thôi con điểm thêm một vài điểm đen đi, cho nó có nhiều màu sắc, nó đa dạng. Nhìn nâu xíu được. Nâu, đúng, nâu. Cái này nâu dữ lắm. Có nâu. Nâu là có nâu. Con gái ơi, trời ơi. Dạ. Tại sao con thích con chó màu đen? Chó chú hay quá.
lúc con mua là mấy con chó kia nó hết rồi, nó chị đó chỉ còn đúng màu đen, bắt buộc con phải mua. Rồi cuối cùng bắt buộc con phải mua, cuối cùng con cũng thích con bồ con bông. Dạ chó con nhưng mà chó với người nó khác nhau chú ơi. nếu con người mà đen giống như nó thì thành châu Phi rồi chú, phải là châu Phi thì cũng có cái hay lắm nha. Đặc sắc lắm nha, không phải giỡn đâu. Nhưng mà con cũng không thích châu Phi, tại vì nếu mà châu Phi đối với con là con như là tí hon, người ta như khủng lồ vậy đó. Thì nó dưới nách một chút. Thôi nhưng con không thích. Con rướng rướng lên thì nó cũng tới. Nhưng mà người châu Phi là cái gì cũng to hết nên con thôi được rồi ha. Bây giờ mở cái rào ra, hai đứa nhỏ nói chuyện với nhau nha. Đừng để con bông nó xen vô chuyện hai đứa. Nó ngủ. Hả? Nó ngủ từ đầu buổi tới ngủ. Rồi, mở rào. Thôi, hai đứa nhỏ nó cùng hệ nhau nói chuyện nó hợp hơn nè. Ôi trời, kiểu dạ em cảm chưa? Ơn ạ. Em chào anh, anh nhóc ACO cho nên Yadi Mita. Chào anh, em tên là... Nickname em là Yadi, nhưng mà tên trong em tên Huyền. Nhưng mà em thích người ta gọi em là Yadi, cứ kêu em là Yadi là được. Là gì con? Là cái nickname của con, cái tên mà nó có ý nghĩa gì không? Có nghĩa gì không? Yadi là dễ thương. À dễ thương. Rồi con okay. Thấy bên kia có Jerry không? Con không biết. À con chưa biết hả? Cái nước da cỡ này nó được chưa con? Dạ tạm được. Ừ vậy được rồi đó con. Anh có nói nhiều không ạ? Cũng hay nói nhiều. Anh có gia trưởng không ạ? Không. Em không thích con trai gia trưởng. Anh không có gia trưởng. Anh có thích nghệ thuật không ạ? Cũng thích. Thích gì hát biểu diễn liền. Nghệ thuật là hát nè, diễn xuất anh nè. Anh thì thích hát nhạc, rap. Lúc trước anh cũng có... À em cũng hát rap được ạ. Nào tự tin lên coi. Tự tin lên coi nào. Cuộc sống em đây chỉ toàn màu đen trước khi có anh ở bên cạnh. Bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu gian nan chỉ mình em thấu trong đêm lạnh. Và ngày anh đến như một tia nắng đã làm tim em chợt rung động. Anh mang yêu thương dung đắp cho em, ngỡ rằng em lấy lại sức sống. Hạnh phúc em trao anh giơ tay với em, mong tình mình nó lâu dài. Vẫn cứ mơ mộng con đường sau này sẽ chỉ có ta, chẳng có ai. Chẳng ai xen vào làm kẻ thứ ba, chẳng ai trở thành một kẻ ngu ngốc. Chẳng ai có thể làm tim anh lay để khỏi khiến em phải bật khóc. Quen nhau qua mạng xã hội, quan tâm chỉ bằng cách nhắn tin. Không ở bên nhau làm sao em biết liệu rằng anh có thật lòng mình. Em không quan trọng về khoảng cách, em chỉ để ý đến anh thôi. Chỉ mong anh là một con người tốt, không đẩy em về nơi tăm tối. Con đường em đi ngập tràn. Quên rồi. Quên rồi. Các bạn đã thường thường hát đọc liếm. Đọc rap giống như cả bài với cô. Đúng rồi đó, nãy giờ con không biết cái đó là rap luôn. Cái bài đó là đây, đây nè, đây nè, con coi nè. Nhưng mà con có thuộc ạ, con phải nhìn điện thoại mới hát thôi. Được Jerry chuyển con bông cho qua đây. Nhưng mà con không có điện thoại, con không thuộc. Kể nó một đoạn nào đó cũng được. Nào, quan trọng là phong cách thôi. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Chờ chút xíu cho cô chủ đi kiếm bồn con. Để con nhớ lời nhé. Rồi mình làm được gì để mà chứng minh, xong thì làm thế nào cho ta đứng hình. Chắc là cầm điện thoại trong thì hiện đại, nhưng mà hai điện có cho bạn nhưng không ai điện lại. Ha, được rồi chú. Yeah. Thấy chưa? Thấy chưa? Nếu mà rap, rap tiếng Hàn được không? Dạ được ạ. Thử liền. Thôi mình hát đi chú, đừng rap chú. Ừ, hát tiếng Hàn, đứng lên biểu diễn luôn. Dạ. Đây. Đi. Con mệt con bông lắm rồi đó. Bông. Ni da ape wa janane ka yo kiyajana no ye isulam moru de chuseye seye nare boruke nege kago inna ba ne more hana macho mele love it true. Okay. Rồi, bây giờ hai đứa trò chuyện đi nào. Dạ. Quan điểm về tình yêu của mỗi đứa. Quan điểm của em là em thích một chàng trai luôn chia sẻ, quan tâm. Và em không thích một chàng trai suốt ngày chỉ tới ngày công việc mà không quan tâm bạn gái. Bởi vì bạn trai lúc trước của em là khá giống như vậy. Và em không cảm thấy được sự quan tâm nên là em muốn những người sau này em gặp thì sẽ không như vậy. Cái đó thì anh dư sức đủ thời gian anh nhiều mà. Dạ. Nếu như mà em cảm thấy quen khoảng bao lâu mình tiến tới được? Em nghĩ là khoảng 3 năm, 4 năm, 4 năm. 4 năm. 4 năm là lúc đó con 24 tuổi đúng không? Dạ đúng rồi.
với lại yêu thì yêu nhưng mà cũng muốn tập trung làm việc với lại phát triển sự nghiệp. Tại vì ước mơ của con là làm nghệ thuật. Nếu mà yêu xa gì được không trai? Dạ được anh. Nói đi, nói với bạn gái đi. Được yêu là xa được thì như cần thế cái nào? Gì? Ừ. Thì em muốn hồng anh một tháng anh lên đây bao nhiêu đi làm? Dạ một tháng một lần cũng được. À nhiều hơn được không? Cái đó thì phải sắp xếp thời gian ạ. Tại vì em cũng khá bận. Nếu được thì hai lần, ba lần. Hỏi có em về Bến Tre không? Ở em có thích về Bến Tre không? Không, em thích Cần Thơ. Mặc dù em biết là Bến Tre đó cũng rất là đẹp nhưng mà em miền Tây là em thích Cần Thơ, Bạc Liêu. Nhưng mà thôi cũng được, Bến Tre cũng chấp nhận. Cô trả con bông cho con. Nãy giờ thấy cảm giác con tim của mình nó như sao này? Đập mạnh. Hả? Đập mạnh. Đập mạnh ha. Phái phái không? Phái phái rồi. Phải. Lần đầu tiên mình gặp nhau mình phải có một cái chất xúc tác. Dạ. Một cái nắm tay để da chạm da. Dạ, dạ, dạ. Coi là nó có luồng điện nào nó chạy trong người hay không. Dạ dạ. Gửi cái vòng cho cô Lan cái đi con. Gửi cái nữa đi con. Trời ơi. Đi lấy chồng kìa. Rồi bây giờ nè mình tới mình nắm tay bạn gái ha. Rồi mình nói những cái gì cảm xúc từ bạn gái. Rồi mình mong muốn điều gì bạn gái đó. Giờ 1, 2, 3. Nhìn thẳng vô mắt. Thấy tay anh sao? Tay anh thì nắm. Anh cứ em không biết nữa, em thấy bình thường. Bình thường. Ờ. Tay em không? Tay tay của anh nó hơi bị chai á. Đâu, giặt ra coi. Nè, nó bị chai. Ừ, có nó chai. Mà không sao, quan trọng là nó có ấm áp để con có thể nương tựa được hay không. Dạ, nó ấm. Thôi được rồi, về vị trí đi. The Great Wave Toshiba. Quý rằng là trong trái tim con bây giờ đập rất là mạnh luôn, đúng không? Thôi mình cứ quyết định theo trái tim của mình thôi. Còn chuyện gì nó đến, nó đến ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ và sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của ông Mai và bà Mối. 1 2 3 Hết thời gian. Rồi. Trời, nó tháo luôn cái nút mà thấy chưa. Nó bấm mà tháo luôn nút luôn. Nó hồi hộp quá. Thật ra đó, mình không có trách gì bạn gái cả. Chú cũng biết ngay từ đầu rồi là con chưa thấy gì rung động đúng không? Không, dạ. Bình thường. Đó phải, tại vì con chưa thấy ảnh nhiệt tình. Tại vì con thích con trai nó nhiều với lại nhiệt tình và vui vẻ. Mà con thấy ảnh cứ kiểu mà sợ. Anh hiền quá. Hy vọng rằng chúng ta sẽ là những người bạn thật tốt với nhau nha. Dạ. Cảm ơn hai con đã tham gia chương trình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà của nhãn hàng Amity. Đó là một bộ sản phẩm tròn gói, nước lau sàn, nước giặt xả, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN, hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Mỗi người đi con đường thôi. Dạ, cảm ơn cô ạ. Đi về thôi, Tông ơi. Bạn với họ luôn luôn có những cái pha như thế, bất ngờ như thế. Chúng ta chúc cho hai mảnh ghép đó họ sẽ sớm tìm được những mảnh ghép phù hợp với chính mình. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam đã tài trợ chính cho chương trình. Mở đầu thì Lan xin phép được mời nhà gái ra trước nha. Xin mời bạn nữ. Mời nhà trai. Mời anh ngồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe nhé. Mời nhà gái. Mình tên là Dương Thị Mỹ Dung. Hôm nay mình 43 tuổi. Mình sinh ra ở Bình Định, sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì mình đang làm quản lý tài sản. Công ty mình là chuyên về khai thác, xây dựng và vận hành các cái tòa nhà. Mời nhà trai. Vâng, xin chào chương trình, chào tất cả mọi người trong trường quay. Tên tôi là Minh Đường. Và năm nay mới vượt qua 50. Hiện thì đang sống tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc của mình thì hiện tại đang làm cho một doanh nghiệp nhà nước và liên quan đến lĩnh vực giao thông vận tải. Ưu điểm, khuyết điểm nhà gái là gì nào? Em thì có ưu điểm mình nấu ăn ngon. Mà khuyết điểm là hơi nóng tính.
Thôi mời nhà trai, ưu điểm khuyết điểm là gì? Tự mình thì mình chỉ nhận thấy được có hai cái ưu điểm. Thứ nhất là ăn uống rất là dễ ăn. Cái thứ hai là ra ngoài ăn mặc rất là giản dị. Có thể một cái nữa nó gọi là cái ưu điểm cũng có, một cái khuyết điểm cũng có. Là tại vì mình cái tuổi này rồi, mỗi thứ mình đều biết chút chút ra. À, cái tình trường của nhà trai sao kể cho nhà gái nghe nào. Nói thiệt với Linh là tới cái tuổi này thì cũng đã có gia đình rồi anh Linh. Kết hôn được hơn 20 năm, có đứa con trai. Thì cũng là năm cuối đại học rồi anh Linh. Nhưng không may thì bà xã mình lại bị ông Thành cũng giành giật mất. Mà mình không cách gì mình giành giật lại được. Thì cũng là một sự mất mát rất là đau đớn anh. Chia buồn với anh vì đó. Bà xã mất lâu chưa anh? Cũng gần tròn 2 năm rồi. Thật sự thì cũng là một cái khoảng thời gian là nó hụt hẫng lắm anh Linh. Hy vọng sẽ có thêm một người nữa để có thể hỗ trợ tinh thần giúp cho anh nữa ha. Dạ đúng, cái đó là cái mong mỏi thôi. Nãy giờ là thấy nhà gái là lắng nghe và có vẻ rất là xúc động. Bây giờ chị chia sẻ về cái đường tình duyên của chị đi. Mình cũng đơn giản, mình có một mối tình mà quen được một năm á, thì do không hợp tuổi nên không chơi nữa. Vậy là 43 tuổi vẫn chưa có mối tình nào sâu đậm hết chứ? Dạ chưa. Tôi nghe đến điều này tôi phải qua thăm nhà gái chút xíu ha. Xin phép bà mối nha. Dạ chào chị. Trời ơi, 43 tuổi còn trẻ hơn rất so với tuổi. Nhưng mà lý do tại sao mình lại đến tuổi này mình mới chợt nhận ra là cần có một người bên cạnh vậy? À, lúc trước á, thì mình thấy mình đi một mình á, thì nó thoải mái. Nhưng mà mình đi lâu quá mình thấy đi mình hoài buồn. Buồn, mệt mỏi lắm. Dạ, giờ muốn có người đồng hành. Muốn có người đồng hành. Thấy được không chú? Nhìn nhận ra có hơi trễ nhưng cũng chưa trễ lắm. Không trễ lắm đâu anh Linh. Chưa trễ lắm hả? Nhà trai qua thăm nhà gái rồi thì bây giờ nhà gái xin phép đi qua ngó nghía nhà trai. Đúng rồi. Dạ, ôi, xin chào Ngọc Lan. Thấy anh trai thấy không? Gương dạ. Mặt rất có hậu mà tôi nói dạ, nha rồi. Rất là chung thủy luôn. Dạ. Yêu nhau 8 năm ở với nhau đến 20 năm nữa, một cái chặng đường rất dài. Anh giờ em hỏi cái này cái nè. Ví dụ như bây giờ bên nhà gái người ta chưa có kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, chuyện hẹn hò, rồi chưa có kinh nghiệm trong chuyện làm vợ nữa. Rồi anh có ngại không? Không có ngại đâu Ngọc Lan. Với như một cái người đặc biệt chia sẻ nãy giờ thì anh nói ngồi nghe đó, thì cái cuộc sống như vậy đó, người ta tự làm chủ người ta và người ta rất là vững chắc, người ta rất là ok luôn, chứ không ngại gì cả. Em hỏi như vậy thôi là em đi về liền, em biết là em cần phải nói cái gì với chị em rồi. Rồi. Nhà gái mong muốn một cái nửa mảnh ghép của mình như thế nào, cái tiêu chí nào đó thử mình nói thử xem. Bây giờ chắc 43 tuổi rồi, giờ chắc đợi hưởng sai. Đợi hưởng sai. Linh với kinh nghiệm ông mai mối cũng gần 10 năm rồi, Linh thấy đây là mối này được á. Linh cũng thấy bên nhà gái được á. Bây giờ thử anh nói xem cái tiêu chí tìm một cái người cùng đồng hành với mình thế nào. Như bên đàn gái đó là tuổi 43 thì cái kinh nghiệm sống cũng có và cũng đã làm quản lý cả một cái hệ thống như vậy. Thì chỉ cần một cái nhìn đầu tiên thôi, đó là cái tiêu chí đầu tiên, chứ không đặt ra được một cái hình mẫu lý tưởng nào hết. Bây giờ thì mình hỏi ý kiến người thân chút dạ, đi. Dạ đúng rồi, bây giờ em không biết là chị đi với ai ạ? Mình đi với anh trai, với hai đồng nghiệp. Em chào các anh chị. Xin chào bên đàn gái. Mình thì là anh, nhưng mà cũng mong em là tìm được cái duyên của mình. Dạ anh ơi, nhưng mà cho em hỏi là anh có ý kiến gì về bên đàn trai để cho thêm một cái động lực để cho chị quyết định không? Anh thấy kẹo này thơm không? Anh thấy kẹo này thơm không? được thì được đó. Mỗi mối không được mất đền à. Anh ta đi với ai? Thực sự lúc đầu thì có đăng ký đi với thằng con trai anh. Nhờ bây giờ thì nó đang bị kiểm tra online đó, không đi tham dự được bữa nay. Rồi. Đi có một mình anh. Hy vọng rằng con trai sẽ nhận được tin vui nha. Tôi nghĩ rằng anh chị gặp nhau sẽ có một cái nhìn thiện cảm tốt đẹp giống như những gì mà nãy giờ Quỳ Linh và Ngọc Lan nói. Chúng ta sẽ gặp gỡ nha. Mở rào. Bắt đầu đi anh. Không gian này là của anh đó. Ô, xin chào em. Lần đầu tiên anh gửi tặng em món quà này. Em cũng có cái món quà tặng anh. Cái này cảm ơn em chọn ngẫu nhiên thôi. Anh nghĩ cái này chắc là cái cà ravat. Dạ đúng.
Đâu mình mở ra một đồng ước thôi nhé. Ờ, một người đàn ông rất tinh tế. Rất đẹp mà rất trẻ trung. Dạ. Rất trẻ trung, cảm ơn em. Tao chỉ cầm chữ ướm lên cho anh thử xem. Mà anh chị chúng ta cứ thoải mái trao đổi nha. Anh sẽ nói trước. Dạ. Thì cái cảm nhận đầu tiên với em về lứa tuổi 43 tuổi rất chững chạc. Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên có một cười rất là cuốn hút. Dạ, cảm ơn. Anh chỉ có 3 câu hỏi ngắn thôi. Câu hỏi đầu tiên của anh là em có ngại khi anh lớn tuổi không? Câu thứ hai là em có ngại khi anh đã có lập gia đình và có thằng con trai? Và cái câu thứ ba anh muốn hỏi một cái cụ thể hơn. Theo em, cái quan niệm về tình yêu sau hôn nhân nó sẽ có màu gì? Em thì không có quan niệm màu gì hết. Trong cái cuộc sống thì không phải tất cả đều phù hợp. Mình phải điều chỉnh. Nếu mà mình điều chỉnh được, mình thấy tiếp tục được thì tiếp tục, không tiếp tục được thì nghỉ chơi. Thì giống như anh đưa ra một cái con số thôi, sẽ cảm nhận được mình nghĩ như thế nào ngay. Mọi người vẫn nói là bây giờ mình vẽ con số 6 và con số 9. Nó vẫn là một con số đó thôi, nhưng mà khi mình đặt ở giữa thì đó là số 6 hay số 9. Vậy thì em đã đứng ở góc độ nào? Em đứng ở góc độ số 6 thì em sẽ nói số 6. Câu đó là câu anh rất mong muốn để nghe tiếng trả lời. Cái câu đầu tiên là em đã thuyết phục anh là mình đứng cái góc độ nào để mình trả lời nó là con số 6 hay số 9. Nếu bây giờ anh đổi vị trí lại, anh vẫn đứng, anh nói đó là con số 6. Nhưng mà khi em qua đây em ngồi thì nó lại là con số 9. Và đó là câu trả lời anh thấy rất tuyệt. Thì như anh lúc nãy cũng mong muốn là sẽ có một cái gì đó xa hơn. Thì em có 2 câu hỏi. Thứ nhất là trong các con nè, con trai, con gái, con vợ, anh thích con nào nhất? Riêng anh, con trai, con gái anh đều thích. Nhưng khi nói tới chữ vợ, anh không xài từ con vợ. Thật sự, thì đó là người yêu của mình và người đồng hành với mình, chứ không phải là con. Vậy anh thích cái nào nhất? Luôn luôn, anh thích cái người đồng hành với mình. Cảm ơn anh đã trả lời. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Anh chờ câu hỏi thứ hai. Em á thì nấu ăn được, cũng ngon. Vậy anh thích ăn món nào? Thôi vậy là tuyệt vời cho anh quá. Thật sự anh rất là dễ tính. Ăn trong ăn uống anh rất là dễ tính. Cái món mà người ta gọi là ăn mắng, anh có thích không? Ăn mắng, anh có thích không? Dạ, giả sử như anh bị vợ mắng thì anh có vui không? Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nếu mắng yêu thì sẵn sàng vui thôi. Nãy giờ là không biết bao nhiêu ngàn like trong anh tôi rồi. Mắng với trên cái tinh thần xây dựng đúng không em? Mà dạ, mắng đúng. Với tinh thần là mình còn yêu thương người ta. Ví dụ như anh sao anh nói với em anh đi nhậu 8 giờ anh về mà giờ 10 giờ anh mới về. Đó thì anh thấy sao? Quá yêu luôn. Tại sao người ta lo cho mình đi về sớm? Còn ví dụ như mà tại sao nói 8 giờ về mà giờ 10 giờ chưa thấy về? Anh cà chớn quá. Là lúc đó là sao? Tặc mày. Giải thích sau. Linh rất mong chị hỏi câu này là chừng nào chúng ta có thể đến với nhau được. Anh sẽ trả lời luôn cái câu hỏi của anh Linh. Nếu được thì anh chị xác định trong vòng 1 năm cho tới 2 năm. Cái lý do phải hơn 1 năm là để cho con trai anh nó xong đại học. Nếu tiến tới với nhau được thì 1 năm đó là một cái năm để mình bồi dưỡng vun đắp lại. Nếu mà nói đợi 2 năm á thì em không đợi. Anh không nói cái khoảng thời gian là 2 năm, nhưng mà anh đưa cái mốc thời gian là tối đa 2 năm. Nhưng mà sớm nhất là 1 năm. Là phải 1 năm để con anh nó hoàn tất công việc học hành. Thực ra cái việc đó thì nó cũng tùy thuộc vào cái giai đoạn mình trao đổi, xem là mình có chấp nhận những cái khuyết điểm và mình có bắt kịp được những cái ưu điểm không. Thì cái đó là quan trọng. Anh thì nói ra cái khoảng thời gian là con anh phải tốt nghiệp. Đó là sự chung thủy của người đàn ông. Chúng ta trân trọng điều đó. Còn chị tuổi thanh xuân cũng đã qua đó. Không có sự chờ đợi đâu đây cả. Mà điều gì đến nó sẽ đến. Thì anh xin bổ sung lại cái câu. Mình không thể nào mình nói là mình hết tuổi thanh xuân hả? Có thể tuổi em thanh xuân của em bắt đầu khi tụi mình có thể hợp nhau và tiến tới sau này gặp nhau nhiều hơn. Thì đó chính là cái tuổi thanh xuân của em bắt đầu. Câu này rất hay. Đúng rồi, nhưng mà con không. Nhưng đối với ảnh thôi. Đúng. Nhưng với chị ấy có thể một ngày qua là mất đi một tuổi thanh xuân.
Quan trọng là anh làm thế nào cho bắt đầu sau cuộc gặp chị ấy cảm giác mình thanh xuân. Bây giờ anh có thể bước tới nắm tay chị ấy và hát tặng một bài hát nào với chị ấy, hay hát cùng nhau cũng được. Lên sân khấu này á thì anh không thể hát được. Thật sự mà nói là cái gì đó, cái giọng của mình nó cũng bị rung. Nhưng mà anh xin phép là anh đọc cái ca từ trong cái bài hát anh rất thích. Anh không đi tìm người yêu tuyệt đối đâu em. Anh không đi tìm người yêu lý tưởng đâu em. Anh không đi tìm người yêu nhan sắc mỹ miều, người yêu đài cát xa hoa, lụa là gấm hoa vàng son. Và câu này thì thêm ba câu đấy là của tự anh đặt ra. Anh đang đi tìm người yêu son sắt chung tình, người luôn sánh bước bên mình, sẽ chia đắng cay ngọt bùi. Vẫn nắm tay nhá, thì Dung hát đi. Nhưng mà nãy anh nói anh không cần đẹp mà giờ em lỡ đẹp rồi sao? Mày giờ em lỡ đẹp rồi sao? Thật tuyệt vời. Với mình đẹp thì mình đâu bao giờ mình nói cái câu mình lỡ. Không, em biết em đẹp. Không, em biết em đẹp. Xuất sắc chị ơi. Chị Dung hát một bài Dung đi. Hát bài tặng ảnh đi nào. Hát một đoạn. Đúng bài... rồi, một đoạn nào đó. Anh còn nợ em. Hay quá. Anh còn nợ em, con tim bối rối, con tim bối rối. Anh còn nợ em, và còn nợ em cuộc tình đã lỡ, cuộc tình đã lỡ. Anh còn nợ em. Rồi. À, chúng ta về vị trí quyết định thôi, anh chị à. The Great Wave. Toshiba. Chúng ta sẽ đưa ra quyết định chính xác bằng trái tim của mình nha. Quyết định là phải có trách nhiệm với sự quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Chúc mừng các chị. Nào, sự có mặt của anh chị trên sân khấu ngày hôm nay được sự ủng hộ không chỉ của người nhà mà của cả khán giả, ngay cả cảm xúc của Ngọc Lan, để thấy rằng Ngọc Lan rất lo cho chị. Lan rất là sợ chị không bấm nút, bởi vì em Lan hiểu được cái nỗi lo lắng của người phụ nữ. Cái quá khứ của họ, họ vì sợ một cái cuộc sống nó khổ giống như các anh chị của mình. Cho nên là chị quyết định là chị sống một mình và chị không muốn đến với người đàn ông nào hết. Nhưng mà hôm nay thì thật sự gặp anh, cái cảm nhận của em á, thì em lại thấy đây là một cái người đàn ông rất xứng đáng để chị có thể đồng hành cùng. Và em tin rằng là ảnh không có làm cho chị khổ đâu. Chúc anh chị hạnh phúc. À, bây giờ thì chúng tôi sẽ có những món quà dành cho anh chị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Chúc mừng các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Dạ, còn đây là cốt súp gà Quốc Việt Food, em xin gửi tặng cho anh chị. Sản phẩm cốt súp gà Quốc Việt Food được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Toshiba Việt Nam gửi tặng cho anh chị hai món quà này. Toshiba Việt Nam tặng mỗi bạn một bình thủy điện BLK30FL VKT-VN, hàng giờ đun tiết kiệm điện năng, hệ thống bơm rót nước điện tử, màn hình hiển thị LCD, cảm biến cạn nước, chế độ tự vệ sinh bình. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh Quyền Linh cùng Ngọc Lan. Cảm ơn anh chị. Dạ. Không còn nguyên văn nữa, em về làm phát triển trang trại. Nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, không thể đi tàu xe được. Em thường ngủ là sexy, không mặc đồ chị. Tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người nào ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy à. Dạ, xin chào ông Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường.
Chào bạn nữ. Chào tất cả các bạn. Mình tên là Nguyễn Minh Tân, mình đến từ Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Tân làm nghề gì Tân? Dạ em công việc chính của em là nhân viên văn phòng. Nay em không còn nguyên văn nữa, em về làm phát triển trang trại ạ. Là mình làm riêng cho mình luôn á hả em? Dạ đúng không chị, em làm riêng cho em ạ. Mời bạn nữ giới thiệu. Xin chào chị Cát Tường, em xin chào anh Quyền Linh. Chào em. Xin chào anh Bên Cạnh và tất cả các bạn có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Phan Thị Huyền Trang, năm nay em 33 tuổi. Hiện em đang sinh sống tại và làm việc tại Thủ Đức. Công việc của em là em kinh doanh thời trang ạ. Kinh doanh online hay là có shop, có địa chỉ? Dạ, có shop ạ. Vậy hả. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Ưu điểm của em là em thích giúp đỡ người lớn tuổi, thích nấu ăn, em thích ca hát ạ, em thích đi du lịch ạ. Bạn trai? Dạ em thì ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết quan tâm chia sẻ người khác. Rồi biết tự lập, cũng biết chiều chuộng bạn nữ ạ. Rồi nhược điểm của bạn trai là gì? Dạ em nhược điểm thì nhiều lắm chị ơi, nhưng mà em chỉ kể một số đặc điểm nổi trội thôi. Không thể đi tàu xe được, say sóng á. Rồi cái thứ hai là em ăn nhiều lắm. Có đi đâu xa chưa? Dạ em đi, thường em đi phượt thì đi bằng xe máy ạ. Trời ơi, bên đây cô gái này là thích đi du lịch. Em đi du lịch bằng gì em? Dạ em đi máy bay ạ. Trời ơi, đi máy bay được không em trai? Dạ được chị. Thì có gì đâu, bên kia đi máy bay, em đi xe máy khi nào tới thì tới. Rồi còn tật xấu gì nữa em? Em thường không biết có nên nói không, đây cũng ngại quá. Để nói đại đi, đại anh ha. Nói cho bạn kia bạn hiểu. Thứ nhất là em không mặc đồ lót chị ơi. Hả? Cái gì? Hiện tại giờ có mặc không? Dạ không luôn ạ. Hồi nhỏ ba mẹ không có mua cho mặc hả hay sao? Không phải, thở mới phát triển lên thì gia đình có quan tâm chứ. Cha mẹ là cũng phải lo cho con cái gì, cái vị thành niên mà. Xong rồi em cảm thấy không được, thôi cứ bỏ hết, không có mặc được. Mai là em nam chứ em nữ là mệt đó mà. Dạ, cái thứ hai nữa em thường ngủ là sexy, không mặc đồ chị. Đúng rồi, ra đường không còn thèm mặc nữa, ở nhà bận chi. Không chị ơi, tại vì em thường ở trong trang trại riêng mình, ở đó có bò không, đâu có người đâu ngủ mặc đồ. Em không sợ bò nó nhìn thấy à. Dạ với lại thường em có tật xấu đi, đó là em thường đi toilet đi lắm chị ơi. Dạ mỗi lần đi là dướng bạn mất công lắm, chỉ cần mình khổng mặc đồ ra là ngay là xỉu thôi. Cái gì vậy trời? Thôi dừng chỗ này được rồi á. Dạ. Chuyển qua bạn nữ đi, cái này nguy hiểm quá. Em cảm nhận em khi em nghe anh chia sẻ cái tật xấu của ảnh thì em thấy sao? Dạ anh thật thà. Thật thà. Nhưng mà em nghe tật xấu của ảnh em có thấy sợ gì không? Dạ cũng sợ. Không em ơi, các em về anh sẽ cải thiện. Cổ thấy cái mặt cổ hơi hoang mang, còn sợ hay không thì tôi chưa biết. Rồi mình thì mình có cái yếu điểm gì không em? Dạ, yếu điểm của em là hay quên ạ, hay khóc. Ai nói những điều gì, thí dụ như hơi xúc phạm chút thì em cũng là hay tổn khóc. Thương tổn thương là em khóc. Em hơi nói nhiều, chắc do ngành nghề kinh doanh buôn bán của em ạ. Em ơi, em khóc nhiều cần người dỗ không em? Anh dỗ cũng được, nhưng anh nhớ bận đồ là được. Mình đã trải qua mấy mối tình rồi. Nếu mà chính thức chỉ một mối tình, 7 năm. Quen dạ. 7 năm hay là chia tay 7 năm rồi? Dạ, quen 7 năm, chia tay 3 tháng rồi. Rồi quên tình cũ 7 năm nữa chưa? Dạ quên chị, dứt điểm rồi. Cái gì? Sao mà quen 7 năm mà mới 3 tháng quên? Sao quên được? Dạ, ngày xưa cô ấy là học trò của chị em. Năm thứ 7 em mới phát hiện ra là mình không hợp. Bị gì? 6 năm kia là hợp hả? Dạ, cổ thì đam mê nghệ thuật, chụp ảnh là thích đi đó, đi từ lưa thích đi nào đi à. Vậy 6 năm trước họ chị ấy có bạn ấy có chụp ảnh không? Có, nhưng mà gần gần em chấp nhận được. Còn người này đi tuốt rồi đi mấy ngày mới về thôi. Nếu mà gia đình vậy thì có người vợ vậy thì em không chấp nhận được. Kỳ lạ nha. Dạ. Nếu giờ em gặp người yêu, ví dụ đi quay phim đi cả tháng đi, như tụi anh mỗi lần đi quay phim đi làm nghệ thuật cả tháng 2 tháng á. Dạ. Rồi sao? Thì đó là tùy công việc, thích đi là vì lý do cá nhân, đi chơi cho vui vậy thôi, chứ không phải là vì công việc. Nếu vì công việc mình có thể chấp nhận được. Dạ. Rồi tình trường mình thì sao em? Dạ em trải qua 2 mối tình. Một mối tình là thời khi còn đi học. Mối tình thứ hai thì em chia tay cách đây khoảng 1 năm nay. Lý do là anh ấy sống hướng ngoại, còn em thì em không sống hướng nội. Bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao khoảng 1m7 ạ. Có dư luôn. Dạ em 1m73 chị. Ít nói, thương yêu chăm sóc người lớn tuổi giống em vậy đó. Rồi cái đó dễ rồi. Có những điều gì em không thích ở người bạn trai? Không chung thủy, lăng nhăng, ki bo,
keo kiệt, nói nhiều. Em trai, em thấy được đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em thấy 100% anh. Em thì không keo kiệt, cũng không bi bo, không nói nhiều, mà đụng chuyện thì nói thôi. Chăm sóc người lớn không? À, em thì dĩ nhiên nhìn người lớn là phải là thương yêu chăm sóc người già. Nhiều khi em ra đường thấy người già đi một mình, em nói ở nhà cô đâu, con chở cô về. Rồi vậy dạ, tốt rồi. Tốt. Em muốn tìm một người yêu thương như thế nào? Dạ em thì cần một người bạn gái thì cá tính mạnh thôi. Nếu mà ngoại hình thì chị tin càng tốt. Bởi nhưng mà cũng vì nhà không kém thần Công Dung Công Hạnh. Nói chung là cái hình mẫu phải từ chị cắt từ cửa lên em mới chịu á. Cá tính mạnh là mạnh sao, mạnh chỗ nào? Dạ mạnh cỡ như má em vậy đó. Má em sao? Dạ má em là bà Năm mà nổi tiếng là hung dữ nhất vùng. Ủa thích kiếm vợ nọ hung dữ hả? Phải dữ hơn nữa, dữ vậy chị không được em mà. Phải dữ hơn nữa. Đừng cao quá chị. Phải tròn tròn bự bự giống chị em mới chịu. Rồi. Về ôm nó mới đã. Còn gì nữa không? Có điều gì không thích ở người phụ nữ không? Điều em thích phụ nữ là người ở dơ chị. Ở dơ mà cái vụ bày hầy quá này, hay nó cằn nhằn cạp rạp. Chẳng thà nói lần một thôi em chịu nổi. Chứ nói nhiều quá em đi luôn á. Để mình em ở dơ được rồi ha. Dạ em thấy vậy chứ không ở dơ đâu anh. Thế nhờ mà tại vì có mình em thôi. Chứ mà có người bên ngoài hoặc là có ai đó là gần gũi tiếp xúc thì em là luôn thơm tho sạch sẽ. Rồi chuẩn bị sẵn sàng để mọi thứ để tiến tới hôn nhân chưa? Dạ ba má chuẩn bị 2 tỷ á. Đám cưới không 2 tỷ? Không, đám cưới xong mà cho đi lập nghiệp á. À là cho 2 tỷ đi đám cưới, dạ. Lấy vợ đúng không? Dạ. Mà má dữ lắm hả? Hay dữ không dữ mà chằn lắm. Má có đưa ra cái tiêu chuẩn con gái à con dâu như thế nào không? Má nói thì cứ chọn giống má được rồi. Hai ngổ về gặp nhau có lẽ cũng vui lắm. Rồi có làm dâu không? Muốn làm muốn không không chị, em có trang trại riêng mà. Dạ. Có 2 tỷ trước thiệt phải không? Dạ có ạ. Nghe 2 tỷ mừng quá. Ô, chào em gái. Dạ em chào anh Dương Linh ạ. Chắc hôm mai bà mối cũng được 10%. Anh bên trai ở đây á là một con người cũng rất thật thà phải không? Có những cái điều sâu kín mà cũng kể hết nữa. Bên đây thì thấy hiền lành á. Dạ. Thôi để hai người nói chuyện nha. Dạ. Chứ anh thấy bên đàn gái dễ thương rồi đó. Đàn trai chịu đàn gái rồi đó. Rồi hôm nay em đi chưa? Đi với ai em gái? Dạ hôm nay em đi với lại hai em gái của em và em trai của em ạ. Em ruột luôn đó hả? Dạ một người em ruột và người em họ em. Rồi cho chị dạ. Gặp em ruột của em rồi. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Em chào anh Tân ạ. Và tất cả các bạn khán giả đang xem chương trình ạ. Em tên là Thanh Thảo, em là em gái ruột của chị Trang. Theo cái nhận xét riêng của em á, thì em thấy là anh Tân là một người hiền lành, điềm đạm. Tính tình thì chân thật nhưng mà hơi bị quá mức tí xíu. Em mong anh chị là sẽ cho nhau một cơ hội để có thể là tìm hiểu nhau một cách kỹ càng hơn ạ. Tân đi với ai Tân? Dạ đi với chú ruột ạ. Chú ruột hả? Dạ chú ruột. Chào anh Quyền Linh và Cát Tường và các bạn ở đây. Nói chung là thằng Tân là nó cũng tự lập từ nhỏ. Tới 30 mấy 40 tuổi mà chưa có vợ là nó yêu đương vất vả mà kết quả cũng như không rồi. Bây giờ thôi tới chương trình này tạo cho nó một cơ hội để cho nó bấm chuông để về có con dâu cho bà chị tôi cho vui vậy mà. Bơm vô làm sao cho nó mạnh để cho mà hai đứa nó bấm để cho nó kết hợp với nhau cho nó hạnh phúc vậy thôi. Dạ ba má bơm 2 tỷ chú có bơm cho miếng nào nữa không? Cái đó mình không hứa được nhưng mà điều mình thực hành thôi. Tính trước bữa không tới. Rồi cảm ơn chú. Rồi, mở rào. Anh có món quà tặng em. Dạ, em cũng có món quà em tặng anh ạ. Đứng gồng quá, ngồi xuống đi. Em gồng quá, em run quá, lên thì như vậy thấy khốt quá trời. Chào em lại trước nha. Anh thấy em xinh gái quá, đẹp gái quá. Là một cái hình mẫu nhỏ nhỏ, xinh xinh giống như má anh vậy đó. Anh chọn rồi đó. Nhưng mà không biết cái cá tính của em có mạnh hay không nữa. Anh cứ cần điều đó. Bởi vì anh lì lắm, không ai trị được hết á. Nhà má nói tiếng trước tiếng sau bà phan đồ, phan anh chụp. Không nhầm hết á. Em thì em thấy ngoại hình của anh thì dễ nhìn ạ. Anh nói chuyện thì hiền, thật thà. Em thì hôm nay em đến đây thì em có một đoạn bài hát em gửi tặng cho anh cũng như là tất cả mọi người trong đây ạ. Anh có biết không hè về vườn hồng đẹp lắm, tình mình càng nồng thắm cho bao ướt vòng trao dân. Giờ trong tim em màu hồng không phôi phôi. Xuân qua hè tới ta nhớ nhau luôn phường ơi. Tôi xin cảm ơn ạ. Hay quá. Hay quá, tiến tới hát đi, tới em đó. Em hát hả?
Em hát thì dở lắm nhưng cũng ráng bừa luôn. Bừa tới hát bài gì đó hát đi, tặng đáp lại đi. Dở đừng chơi nha. Yeah. Anh xin thề anh sẽ yêu mãi thôi, yêu em nằm say suốt đời. Anh năm mươi quan đẹp trai dễ thương và còn tìm sách chung tình. Gặp em đêm nay mai dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Mình yêu nhau đi đừng nghĩ chi em ơi. Nhảy lên. Yêu anh nhé. Nhảy người lên. Anh yêu hơi. Nhảy. Em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Người anh yêu hơi mới chỉ xa xôi. Em biết không em ơi, I love you. Quá dữ, quá dữ. Lắng nghe nè, lắng nghe nè. Quá. Quá dữ. Lúc mà giữ mấy bò hát bài này lắm hả? Không có anh. Em giữ hát bài khác. Đã đi chăn bò cầm cái ra cờ to, mà không đi ta lấy cây cọc đít bò. Bỏ lại. Hát cô Duy với bò phải không? Dạ. Mà không bận đồ. Không rồi đứng hát. Trời ơi sao nó lèo bèo vậy trời. Ủa nó nghe nè, rồi mấy mốt lấy vợ về rồi có bận đồ không? Lấy vợ về chắc phải mặc chứ chị. Có không? Tối ngủ chắc phải khép nép tí xíu. Thôi vô chuyện tình cảm đi, bây giờ em thuyết phục cô gái đi. Hỏi cô gái giờ mình hẹn hò đầu tiên ở đâu, như thế nào đó. Anh thấy em có dây rụt rè, em kinh doanh nấu nhiều nữa. Anh thích phụ nữ nói nhiều mà nói chuẩn, nói làm sao thuyết phục được người khác. Rồi em cảm nhận gì anh? Anh thật thà. Chỗ cần đứng lên xem kỹ đi. Không body anh là em thấy là được rồi đó, ổn rồi đó. Dạ. Em cứ coi đi, anh men lì, anh tham đi, men lì mà. Nói thật sự em cần một phụ nữ cá tính mạnh. Em thấy cô này có cá tính mạnh không? Dạ, cái nghề tay trái của em là cho dai nữa mà. Nên em phải cần con cọp. Mạnh mẽ lên, em thử mạnh mẽ cho anh xem đi. Người ta mắc cỡ thôi chứ, ta dân kinh doanh mà. Thôi em đứng lên thì cảm nhận đi, đứng lên rồi cảm nhận sao? Sao nghe lạnh ngắt chị được rồi. Dạ. Thì để nút bấm sẽ là quyết định của em. Ừ, bây giờ tối như thế này à. Anh thấy anh với em không hợp rồi. Nó lớn hay nó nhỏ? Dạ. Nói gì vậy? Nói gì vậy? Dạ, em cái câu bùa của em anh. Em rót bùa trong cổ á. Nói gì vậy em? Nói nhỏ chị nghe coi. Đừng có bị dụ nha, nói gì vậy? Anh nói em là nên cho cơ hội. À. Không dám nói lớn cho bà con người ta nghe nữa. Trời năng nỉ. Ôi sao đụng hoài nó cũng thấy anh. Kiếm đi. Bên kia. Rồi. Rồi, suy nghĩ thật kỹ nha. Rất là nhiều người đang theo dõi chúng ta, gia đình, bạn bè, người thân. Hãy quyết định thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian. Mời hai bạn. Tại sao cả hai đều không bấm? Dạ như em đã trao đổi, em cần một người có tính rất mạnh, rất là nhạy bén. Em thấy bạn nữ hơi rụt rè. Còn bạn gái? Em thì em nghĩ là giữa em và anh Tân có nhiều điều không có phù hợp với nhau. Nãy em nói nhỏ nhỏ cổ gì vậy? Giờ bật mí luôn đi, nói nhỏ gì vậy? Em nói là có thể trên đây mình bấm vô ra ngoài mình sẽ có cơ hội tìm hiểu tiếp. Tào lao. Ở trên đây là cơ hội, ở cái ghế đó, cái ghế rất là thiêng liêng. Ai bấm nút trên đó là người ta cơ hội tiến tới hôn nhân rất là cao. Từ cái ghế này mà không có bấm là bấm. Coi như không có duyên đó em. Dạ. Nha. Là mất cái duyên rồi đó. Dạ. Chứ không có ra ngoài gặp nhau gì nữa đâu. Ra ngoài tôi sẽ có một cái duyên khác. Thay mặt chương trình chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha.